Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách ngâm saffron với mật ong bạc hà nhé. Đầu tiên mình sẽ đổ mật ong bạc hà vào trong cái hũ rất xinh này. Saffron bạc hà rất là thơm, ngon và có màu xanh rất đặc trưng. Ta-da! Còn đây là saffron bergamote á, bọc nào. Hơi bị chặt luôn. Ta-da! Đây là lọ saffron bergamote 2g đó. Bóc siêu nào. Chặt thế. Rất mới luôn, sợi rất thơm và giòn, sợi thấy nghe rục rục luôn ý. Ta-da, đẹp chưa, đẹp chưa. Còn bây giờ mình sẽ hôm nay mình sẽ xay nha. Sao không xay ra? Wow, đã vào thành các bụi. Sao không, khi xay ra rồi thì dầu chất sẽ rất là nhanh tan vào trong mật ong. Làm thế này thật là nhanh, không phải ngồi cắt như đợt trước nữa. Một tội sẽ dính vào cái củ này hơi nhiều, mình tiếc quá nên cho vào uống và xay, kết quả xay lòi ra. Thêm một chút sợi cho đẹp nào. Xong rồi, cách làm rất là nhanh. Nhìn này, nhìn thành phẩm này đẹp chưa, rất là sánh nhé. Saffron ngâm với mật ong bạc hà có một vị khác biệt hoàn toàn so với saffron ngâm với mật ong bình thường. Mọi người nên thử nhé. Phê chưa, phê chưa. Xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người thành công.